Kể từ thời xa xưa, con người đã cần đến xúc giác như là điều thiết yếu cho sự tồn tại của mình. Làn da của chúng ta thường xuyên tiếp xúc với môi trường đang sống và điều đó khiến cho giác quan này trở thành một điều kiện sống còn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần nó để cầm nắm vật thể, để đi lại và một loạt các hoạt động hàng ngày. Thiếu nó, chúng ta sẽ không thể phân biệt được một không gian nguy hiểm với một không gian an toàn. Tuy nhiên, xúc giác mang ý nghĩa nhiều hơn so với việc chỉ là một công cụ hữu ích một cách máy móc. Nó cần thiết cho sự thoải mái của chúng ta trong cuộc sống, nó chi phối và kiểm soát những cảm xúc sâu nhất trong chúng ta và dẫn dắt những mối quan hệ của con người. Nó là yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của trẻ nhỏ và cho sự kết nối trong xã hội. Làm sao những em bé khám phá được thế giới này bằng đôi tay của chúng? Làm thế nào các tế bào và các cơ quan trong cơ thể chúng ta phản ứng lại với những tác động trong lúc được massage? Tại sao nhờ vào sự tiếp xúc vật lý, các vận động viên chiến thắng trong các cuộc thi? Xúc giác là giác quan mạnh mẽ và là một trong những bí ẩn tiếp tục làm mê hoặc những nhà khoa học trên khắp thế giới. Nhận thức xúc giác hoặc khoa học xúc giác là một hiện tượng gần đây có liên quan đến công nghệ tương lai với việc phát minh ra những robot có khả năng kết nối của con người. Chúng ta đang trên cuộc hành trình khám phá giác quan đầu tiên được bắt đầu ngay khi một bào thai còn trong bụng mẹ, một hành trình mà từ xúc giác đi đến được trung tâm những tế bào não của chúng ta. Hai mươi năm trước, Almerina mất đi bàn tay trái trong một tai nạn lao động. Kể từ đó, chỉ có tay phải giúp mang đến thông tin xúc giác mà cô ấy cần để cảm nhận thế giới xung quanh. Tôi không còn có thể tự mình trang điểm hay mặc những chiếc váy dài được nữa. Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tôi phải đi giày dán. Còn với tất cả những thứ thật sự nữ tính khác thì người khác phải làm hộ tôi. Tuy nhiên, vài tháng trước, Almerina đã tham gia vào một thử nghiệm thú vị ở Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome, nơi cô ấy được thử một bàn tay nhân tạo mới mà chắc chắn là một cuộc cách mạng cho cuộc sống. Bộ phận giả giúp phục hồi cảm nhận xúc giác của bàn tay thực sự đó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhờ có nhiều bộ phận cảm biến, nó có thể gửi cảm nhận về cảm giác ở đầu ngón tay đến não, nơi chuyển đổi chúng thành những tín hiệu điện. Để làm được như vậy, Almerina phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Bốn điện cực được đặt dưới da. Bằng cách cấy chúng ở cánh tay và trang bị những cảm biến, chúng cho phép bàn tay phản ứng lại với sự tiếp xúc, gửi thông tin đến não bộ của người đang chạm vào vật thể, cung cấp cho họ tất cả dữ liệu cần thiết để nhận biết nhiệt độ, kết cấu và sức nặng. Do đó, bàn tay giả được kiểm soát bởi suy nghĩ. Một nhóm nghiên cứu quốc tế do giáo sư Silvestro Misera đứng đầu hiện nay đang hoàn thiện bàn tay nhân tạo thế hệ mới này. Điều tôi hy vọng cho tương lai là có thể trong 2 hay 3 năm tới sẽ có một hệ thống cấy ghép hoàn thiện với tất cả những thiết bị điện bên trong để điều khiển mọi thứ, kích thước được thu nhỏ và tất cả được đặt trong bộ phận giả hay bên trong cơ thể. Hiện tại, bộ phận giả này không có khả năng nhận biết tất cả mọi thứ, nhưng nó chỉ là vấn đề trong giai đoạn này thôi. Almerina sẽ sớm hồi phục những cảm giác mà cô ấy đã đánh mất cùng bàn tay trái hơn 20 năm trước. Điều có thể được coi là một cuộc thử nghiệm giác quan bình thường đối với chúng tôi lại là sự hồi sinh thực sự với Almerina. Nhận biết vật thể bằng cách nhắm mắt lại và dùng một bàn tay không phải của mình là điều gì đó không thể hình dung nổi đối với tôi. Từ lúc tôi thậm chí không thể mở nắp một cái chai hay cầm được cái thìa, cho đến bây giờ, tôi có thể cầm nắm và cảm nhận mọi thứ. Thật tuyệt vời. Xúc giác
Có vẻ như là giác quan mang lại nhiều kích thích nhất, và chúng tôi phải thừa nhận rằng đó là giác quan quan trọng nhất. Cho dù là nhặt lên hay cầm giữ một vật thể, hay cảm nhận nước lăn dọc theo da, hay một cái ôm từ một người thân yêu, hay những điểm trọng lực dưới bàn chân khi chúng ta đi bộ, hay sức nặng của quần áo, xúc giác của chúng ta liên tục hoạt động. Nó đóng vai trò là một giác quan đặc biệt, tạo ra mối liên hệ mật thiết với thế giới bên ngoài. Không có nó, làm sao chúng ta thể hiện những kết nối xã hội, những cảm xúc và tất nhiên cả tình dục? Mặc dù xúc giác có vẻ rất tự nhiên với chúng ta, các chuyên gia như nhà tâm lý học Eduard Gentas đang tìm hiểu những khía cạnh phong phú nhưng ít được biết tới. Chúng ta có tiếp xúc thụ động, trong đó bao gồm những kích thích đối với làn da. Ví dụ, trong khi chúng ta đang bất động và có ai đó ấn một chiếc bút chì vào tay chúng ta. Nếu tôi nhắm mắt, tôi có thể nhận ra ký tự nào đang được vẽ trong lòng bàn tay tôi. Cũng như vậy với vai hay lưng của tôi. Nó cũng cho phép tôi xác định tôi có đang ngồi thoải mái với áp lực lên hông, tay hay chân của tôi không. Ngoài ra còn có cái mà chúng tôi gọi là xúc giác chủ động, và nó bao gồm sự khám phá một cách chủ động. Tôi đặt chiếc bút chì của mình trong tay, và bằng cách sờ, chạm và khám phá nó, tôi có thể ngay lập tức nhận ra tôi đang cầm cái gì. Ví dụ với những người khiếm thị, họ có thể đọc chữ nổi trôi chảy một cách hoàn hảo nhờ việc sử dụng xúc giác chủ động, thứ cực kỳ có sức mạnh. Cũng giống như mắt để nhìn, tai để nghe, cơ quan xúc giác chính là da. Và bởi vì da bao phủ toàn bộ cơ thể, do đó nó là giác quan lớn nhất trong năm giác quan của chúng ta. Vì thế da của chúng ta không chỉ là hàng rào bảo vệ. Khi nó được kích thích, nó trở thành một cơ quan chuyển đổi các thông tin xúc giác. Thực tế, xúc giác được định nghĩa như sự phản ứng của da đối với kích thích cơ học, nhiệt, hóa học hay điện. Những kích thích khơi gợi vô số cảm giác. Da bao gồm 3 lớp, biểu bì, hạ bì và lớp dưới hạ bì. 3 lớp này chứa hơn 100.000 thụ thể và vi thể, cảm giác mà liên tục cảnh báo để cho chúng ta biết chúng ta đang chạm vào cái gì. Mỗi dạng thụ thể đóng một vai trò đặc biệt, từ đó cho chúng ta khả năng cảm nhận gần như không giới hạn. Một số những thụ thể này dùng để phát hiện những áp lực mạnh và thông báo cho chúng ta cấu tạo của vật thể. Có những người có phản ứng với sự lướt nhẹ hoặc vuốt ve làn da. Có những người nhạy cảm với sự co giãn của làn da hay có khả năng cảm nhận những trường rung. Ví dụ như khi có một chiếc xe tải đi ngang qua người hay nghe một đoạn nhạc. Ngoài ra, làn da cũng có những thụ thể nhạy cảm với nhiệt độ bên ngoài và có khả năng phân biệt được nóng và lạnh. Cuối cùng, chúng ta cũng có những thụ thể nhạy cảm với những cơn đau như một cú đấm, vết bỏng hay côn trùng cắn. Tất cả những thông tin mà các thụ thể tập hợp lại được chuyển thành xung điện thần kinh. Các sợi dây thần kinh bao phủ toàn bộ làn da sẽ gửi những tín hiệu dọc theo tủy sống, chỉ trong một phần nhỏ của dây đến các phần của não bộ, đảm nhiệm cơ quan xúc giác, nơi mà các thông tin được giải mã. Chúng ta cảm nhận được thứ mà chúng ta chạm vào, ngay chính thời điểm ta chạm vào nó. Một số phần trên cơ thể nhạy cảm hơn với sự tương tác so với những phần khác, ví dụ như miệng, mặt, tay và chân, tất cả đều cảm nhận được nhiều cảm giác hơn là lưng hay đùi, bởi vì chúng chứa nhiều thụ thể xúc giác hơn. Các nhà khoa học mô tả những vùng này bằng cách sử dụng một bức tranh biếm họa về con người có tên là homoculus, có chân tay đại diện cho những phần của cơ thể chiếm nhiều phần điều khiển nhất trong vùng vỏ não cảm giác. Mỗi phần cơ thể tương ứng với một vùng riêng biệt của não bộ, tùy thuộc theo độ nhạy cảm của phần đó. Số lượng thụ thể trên da càng lớn thì vùng não tương ứng càng phát triển.
Sự hình thành các giác quan của chúng ta đi theo một thứ tự niên đại rất rõ ràng. Xúc giác là giác quan đầu tiên phát triển bởi nó thể hiện sự khởi đầu của một mối quan hệ tình cảm giữa đứa trẻ và cha mẹ của nó, ngay cả trước khi nó chào đời. Từ tuần thứ 7 của thai kỳ, đứa trẻ tương lai sở hữu những thụ thể có khả năng cảm nhận áp lực của nước ối khi người mẹ di chuyển. Phát hiện này được thực hiện bởi giáo sư Eduard Gentas, là một cuộc cách mạng hóa trong lĩnh vực hiểu biết về xúc giác. Khả năng nhận thức các chuyển động cơ học được thể hiện ở da do áp lực của chuyển động. Khi bào thai di chuyển trong tử cung, cung cấp thông tin cho chính bào thai về chính nó và cơ thể của nó. Sự nhận biết này sẽ là cơ sở cho cái mà sau đó chúng ta gọi là ý thức về bản thân, thứ cho phép chúng ta định nghĩa chính mình trong mối tương quan với môi trường. Vì vậy, xúc giác là một phần quan trọng cho cuộc sống của chúng ta trước cả khi chúng ta ra đời. Để chứng minh hiện tượng này, Fleur Lejeune, một nhà tâm lý học phát triển, đã thực hiện hàng trăm thử nghiệm trên những em bé sinh non 2 tháng trước ngày dự sinh. Thử nghiệm của chúng tôi tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thói quen và khả năng phân biệt. Chúng tôi đánh giá những ký ức và khả năng nhận biết xúc giác của những trẻ bị sinh non. Chúng tôi liên tục cho chúng cảm nhận một vật thể, dù là một khối lăng trụ hay một hình trụ. Lúc đầu, những trẻ sơ sinh đó thể hiện rất nhiều thích thú với vật thể lạ này, cầm nắm nó rất lâu. Tuy nhiên dần dần, càng tiếp xúc với vật đó nhiều, chúng càng nhanh hết thích thú với vật đó. Một khi em bé đã quen với vật thể cũ, người ta lại đổi một vật thể mới. Và một lần nữa, đứa trẻ giữ lấy vật thể mới lâu hơn để khám phá. Điều này chứng minh khả năng ghi nhớ hình dạng mới ở trẻ sơ sinh. Nó chứng minh rằng xúc giác của trẻ đã được phát triển. Còn điều gì tự nhiên hơn việc một người chạm vào, vuốt ve hay ôm hôn một em bé? Sự tiếp xúc qua xúc giác là điều thiết yếu cho tình cảm và cảm xúc của trẻ sơ sinh phát triển. Một thử nghiệm với trẻ sơ sinh là nạn nhân của chiến tranh sống trong trại trẻ mồ côi cho thấy rằng những đứa trẻ bị tước đoạt đi sự gắn kết yêu thương về vật lý thì yếu đuối hoặc tinh thần chậm phát triển hoặc thậm chí là không có mong muốn sống. Tuy nhiên, những đứa trẻ nhận được sự kết nối, xúc giác và sự quan tâm thì phát triển khỏe mạnh và thể hiện sự thông minh rất tốt. Mặc dù sự tiếp xúc là rất cần thiết cho việc xây dựng tâm lý ở trẻ sơ sinh, nó cũng quan trọng trong việc tạo dựng sự liên kết mật thiết với cha mẹ của đứa trẻ. Một nhóm các nhà y tế ở Grenoble trong dịch vụ sơ sinh tại khoa sản của Bệnh viện Sanh An khuyến khích sự gần gũi và tiếp xúc cơ thể giữa cha mẹ với đứa trẻ sinh non. Ồ, con đang cười đấy à, con yêu. Marion và Thomas, bố mẹ của cặp sinh đôi đã rất lo lắng khi chạm vào những đứa con sinh non tận 3 tháng của mình bởi chúng rất non nớt. Sau vài tuần, nhóm các bác sĩ đã chuyển chiếc lồng kính nuôi hai em bé đi. Thomas và Marion cuối cùng mới có thể bế con mình trên tay. Họ nói, lại đây, bạn có thể chạm vào bọn trẻ rồi. Tôi tiến lại chỗ An và đưa tay ra. Con bé nắm lấy ngón tay tôi và vào khoảnh khắc đó tôi đã cảm nhận được những đứa con của mình. Nhóm y tế đã khuyến khích phương pháp tiếp xúc này như là điểm trung tâm trong dịch vụ của họ và coi đó như một công cụ để tăng cường khả năng thư giãn, cảm giác an tâm, hạnh phúc và tự tin của cả đứa trẻ và cha mẹ chúng. Sự tiếp xúc là yếu tố then chốt cho phép tôi bước vào vai trò làm mẹ của mình, là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai làn da. Khi bạn đặt một cơ thể vào một cơ thể khác, có một dòng cảm xúc kỳ diệu đi qua bạn. Và nó chỉ dựa trên duy nhất sự tiếp xúc qua da.
40 triệu năm tiến hóa đã chứng minh chúng ta cần phải tiếp xúc với nhau. Đó là cách chúng ta kết nối sâu sắc với những người xung quanh và đơn giản hơn để giao tiếp. Trong vương quốc động vật, sự đụng chạm còn thể hiện sức mạnh và quyền lực, trong khi con người có xu hướng từ bỏ giác quan này. Ở Strasbourg, nhà sinh lý học Hélène Meunier quan sát hành vi của một đàn khỉ hàng ngày. Loài linh trưởng dành rất nhiều thời gian để gãi cho nhau, bắt chấy và ôm nhau. Hành vi này được gọi là thân thiện. Đàn linh trưởng vừa hoàn thành việc tìm kiếm nơi có thức ăn. Và bây giờ chúng sẽ cùng nhau đi tắm nắng. Ở đây chúng nhóm lại với nhau thành từng cặp, hoặc một nhóm ba, và bắt đầu chạm vào nhau. Giữa mỗi cặp hay mỗi một nhóm ba lại có sự phản ứng sinh lý khác nhau giữa từng cá thể. Chất beta endorphin trong chúng được giải phóng, giúp chúng ở trong trạng thái thư giãn và khỏe mạnh. Chúng ta có thể quan sát thấy chúng thoải mái trong việc tiếp xúc giữa các cá thể với nhau. Điều đó cho thấy có sự khăng khít về mối quan hệ trong cộng đồng của chúng, một cảm giác tin cậy lẫn nhau. Vuốt ve củng cố mối quan hệ xã hội trong đàn của chúng. Nhờ có quá trình này, linh trưởng có thể tạo ra những liên kết mới trong đàn, đồng thời phân biệt rõ địa vị xã hội, cũng như là vị trí cấp bậc ở trong đàn. Những liên hệ này không phải là ngẫu nhiên. Mỗi con sẽ chọn những đối tác riêng của mình dựa theo các mối quan hệ đặc quyền mà chúng sở hữu, cũng như chia sẻ với những cá thể khác. Đối với con người, hành vi được thay bằng ngôn từ hay những cái vỗ nhẹ vào lưng. Tại nơi làm việc, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy hành vi này trong những cái bắt tay hay trong những cuộc trao đổi bên máy cà phê trong giờ nghỉ giải lao hay tại các bữa tiệc. Những hành vi này củng cố sự gắn kết nhóm. Một số hành vi còn thể hiện trong một đội tuyển muốn chiến thắng chẳng hạn. Đập tay, đập vai, bắt tay, vân vân. Trong bóng rổ, tiếp xúc là một hình thức giao tiếp, thậm chí có những quy tắc ám hiệu nhất định. Họ đập tay khi vừa ghi được điểm, hay mỗi cầu thủ lại bắt tay một đồng đội bất kỳ khi họ lại gần nhau, giống như là một phản xạ tự nhiên. Dacher Kellner, một bác sĩ tâm lý ở Đại học Berkeley, California, là một người rất hâm mộ thể thao và trong một thời gian dài đã quan tâm đến các cách vận động viên giao tiếp với nhau. Họ đang khích lệ nhau hoặc đang ra dấu cho nhau. Có rất nhiều cách biểu cảm của chúng ta để nói cố lên, tiến lên, ghi điểm đi, làm tốt lắm. Khi chúng ta đập tay, cử chỉ đó có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Những cử chỉ tiếp xúc thay đổi trong suốt trận đấu. Họ có thể đập tay để thể hiện sự gắn kết của cả đội, hoặc cũng có thể để động viên nhau. Đối với các cầu thủ bóng rổ, đây là một hiện tượng tự nhiên. Bác sĩ Kellner đã rất ấn tượng trước sự tương tác này của các cầu thủ, khiến ông có mối quan tâm đặc biệt tới những lý do dẫn tới những xúc chạm này. Và sau khi xem hàng trăm giờ thi đấu, ông đã phát hiện ra các cầu thủ tiếp xúc với nhau càng nhiều trong suốt trận đấu thì kết quả của họ càng tốt. Ông đã quan sát thấy rằng mỗi cầu thủ có thể được truyền cảm hứng nhờ cách thức giao tiếp này tăng thêm sự tự tin cá nhân và quan trọng hơn tăng thêm sự tự tin cho toàn đội. Có một nghiên cứu đã được thực hiện ở Pháp như sau. Khi một giáo viên vỗ nhẹ vào lưng của một học sinh để động viên, học sinh đó dường như có thể cố gắng hơn gấp 3 đến 5 lần để giải bài tập đang được cho trên bảng. Học sinh cảm thấy được giáo viên tin cậy và cố gắng nhiều hơn. Những cử chỉ tưởng chừng như nhỏ nhặt đó thực sự tạo ra sự thay đổi lớn. Chúng làm học sinh giảm căng, giảm áp lực. Chúng làm nguôi đi xu hướng ganh đua ở học sinh. Thế nên tôi nghĩ, xúc giác có ảnh hưởng rất mạnh mẽ và có tính lan tỏa rất lớn.
Ở châu Á, người ta đã khám phá ra rằng sức mạnh của sự xúc chạm từ 6.000 năm trước đây. Ở thế giới phương Tây, khoa học mới chỉ bắt đầu nhận ra những giá trị của sự thực hành tiếp xúc với tổ tiên có nguồn gốc từ phương Đông. Có hơn 100 thực hành như vậy, bao gồm cả truyền thống Shiatsu của Nhật và Ayurveda ở Ấn Độ. Trên một hòn đảo ở Bali, Indonesia, massage hàng ngày là việc rất bình thường và được coi là thực hành y học quan trọng nhằm tăng cường sức khỏe, thể chất và tinh thần. Ông Pasirkus là một trong những chuyên gia có tiếng trên hòn đảo này. Ông làm việc tại nhà ở trung tâm của thành phố Denpasar. Khi tôi đặt bàn tay mình lên da của bệnh nhân, tôi cảm nhận được năng lượng của họ đầu tiên. Chỉ sau đó tôi mới có thể chẩn đoán những triệu chứng của họ là gì và những cơ quan nào đang có vấn đề mà tôi cần điều trị. Ông Park Sikus đã sử dụng bản năng của mình để điều trị cho bệnh nhân bởi ông chưa bao giờ học y. Kiến thức của ông đến từ những xúc chạm trực tiếp với người bệnh, có nhiều người từ xa đến gặp ông để chữa bệnh. Kỹ thuật thủ công của ông là sự pha trộn giữa các bài thực hành của Ấn Độ và Trung Hoa. Nó làm các mô cơ khỏe ra và thư giãn, tăng nhiệt cơ thể và cải thiện lưu thông máu và bạch huyết. Nó cũng giúp thải độc cơ thể và tăng sức đề kháng bằng cách tăng cường hệ miễn dịch. Và cuối cùng, nó tối ưu hóa tư thế bằng cách giảm đau khớp và tăng cường sức sống cũng như khả năng tình dục. Tôi học được kỹ thuật chữa trị này từ cha tôi, người đã học nó từ ông nội tôi. Nó không phải là y học hiện đại. Nhưng nó là kiến thức giúp tôi chữa lành cho các bệnh nhân của mình và khiến họ cảm thấy khỏe hơn. Cách Bali hàng nghìn cây số, ở Bỉ, một người đàn ông đã chứng minh bằng khoa học rằng liệu pháp massage kích thích những quá trình có lợi cho sức khỏe của con người. Fabrice Masco là một nhà tâm lý học ở Đại học Liège. Ông trở thành một chuyên gia massage trị liệu vì khao khát cháy bỏng của mình để hiểu tại sao liệu pháp xúc chạm lại có lợi hơn nhiều những phương pháp thư giãn đơn giản. Khi tôi trải qua những buổi massage vào cuối cuộc nghiên cứu của mình, tôi nhận ra rằng nó giúp ích cho cả tâm lý cũng như thể chất của tôi. Tôi trở nên chắc chắn rằng nhiều nghiên cứu về hiện tượng này có thể chứng minh chúng rất thú vị. Để hiểu những tác động của massage với cơ thể chúng ta, Fabrice đã tiến hành một nghiên cứu tại bệnh viện với khoảng 30 thanh niên ở độ tuổi từ 20 đến 30. Một nửa số lượng đối tượng nghiên cứu được massage một lần mỗi ngày trong 3 tháng, bao gồm xoa bóp, kéo giãn và những bài tập cân bằng chuyển động nhẹ và nặng, chậm và nhanh. Liệu pháp được coi là giúp thư giãn tương đương với việc massage. Thử nghiệm máu đã chứng minh rằng massage đã ảnh hưởng trực tiếp lên những hormone của họ và qua đó tác động lên sức khỏe của họ Nghiên cứu đó cho thấy sự giảm cortisol, một hormone gây căng thẳng và tăng oxytocin, một hormone đối nghịch. Oxytocin là một hormone rất đặc biệt liên quan đến sự hình thành các mối quan hệ xã hội và khả năng thư giãn. Nó làm giảm đau, giảm nhịp tim và giảm lo âu. Trong cuộc sống ngày nay, cứ 3 người thì có 1 người là nạn nhân của triệu chứng căng thẳng, đặc biệt là trong công việc. Massage vì thế có thể là một giải pháp hiệu quả và cụ thể cho vấn đề này, trở thành một kỹ thuật phòng ngừa sức khỏe cộng đồng thực sự. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng các công ty thực hiện massage tại chỗ cho nhân viên giúp họ thích ứng với môi trường công việc dễ dàng hơn và dường như ít bị ốm hơn. Mà
Miami là nơi có một trung tâm nổi tiếng quốc tế dành riêng cho việc nghiên cứu xúc giác. Được thành lập bởi Tiffany Field hơn 20 năm trước, Viện Nghiên cứu Xúc giác đã trở thành trung tâm quốc tế trong việc nghiên cứu về giác quan này. Dữ liệu khoa học được thu thập ở đây đã chứng minh rằng massage có lợi trong rất nhiều trường hợp, bao gồm cả trầm cảm, tuổi già, sự phát triển của trẻ em và thậm chí là giảm một số căn bệnh như ung thư. Tôi muốn nói rằng việc massage hàng ngày cũng quan trọng như tập thể dục và chế độ ăn uống điều độ vậy. Trừ phi chúng ta thực hành thường xuyên, nếu không chúng ta sẽ dễ mắc các loại bệnh tật. Vào những năm 1980, với những lợi ích rất thuyết phục từ massage, Tiffany Field bắt đầu đào tạo chuyên viên massage để giúp những em bé sinh non trong những năm đầu đời. Sau nhiều năm nghiên cứu, giờ đây Tiffany đã có khả năng chứng minh rằng trẻ sơ sinh được massage bài bản trong 15 phút mỗi ngày, phát triển nhanh hơn và được rời bệnh viện sớm hơn. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng cần làm bài tập này với một áp lực vừa phải, vì một tiếp xúc nhẹ nhàng với em bé ở thời kỳ này cũng có thể làm chúng khó chịu. Bạn sẽ thấy sự chuyển động của da khi chúng tôi massage. Nó tốt cho hệ tuần hoàn, hệ thống miễn dịch và trên hết là cảm giác an tâm của đứa trẻ. Chúng tôi có một kỹ thuật, tôi gọi nó là kỹ thuật lá chắn. Chúng tôi sẽ massage cho bé quanh vùng đầu. Đứa trẻ sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Tiếp tục, chúng tôi massage xuống vùng cổ và vai, rồi xuống đến hai bên lưng và cột sống. Mỗi vị trí chúng tôi làm khoảng 7 lần, nhưng cũng tùy từng trường hợp. Chúng tôi sẽ cảm nhận xem em bé thích gì. Xin chào bé yêu. Kể từ đầu thế kỷ này, máy tính và những trò chơi ảo đã xâm chiếm cuộc sống hàng ngày của con người. Chúng trở thành một nhu cầu khác của chúng ta. Chúng ta có nhu cầu giao tiếp hàng ngày nhiều hơn với những cỗ máy này. Để làm được như vậy, các nhà khoa học trên toàn thế giới đang cố gắng để cung cấp tất cả những thiết bị kỹ thuật số đó khả năng truyền tải cảm giác xúc chạm. Thế giới của trò chơi điện tử là nơi đầu tiên trong số những lĩnh vực đó được quan tâm đến phần xúc giác. Gần đây ở Tokyo, một nhóm nghiên cứu do Noriya Nakamura đứng đầu đã làm việc để tích hợp xúc giác vào thế giới ảo, khiến cho nó trở nên quan trọng không kém gì thính giác hay thị giác. Điều mà tôi thấy tuyệt vời là khoa học có thể tạo ra những thế giới ảo có xúc giác. Cho đến nay, thông tin được truyền qua mắt và tai, nhưng chúng ta càng đến gần với thực tế ảo, chúng ta càng muốn tiếp xúc với các vật thể có liên quan. Norio Nakamura đã phát triển một công nghệ gọi là áp lực ngược. Nó có nghĩa là người sử dụng, ngoài việc có cảm nhận về xúc giác, còn cảm thấy lực mà bàn tay hay cánh tay mình tiêu hao khi chơi trò chơi đó. Bộ trò chơi được trang bị một phím điều khiển hoặc một bộ kích ứng cho phép người chơi tương tác với các đối tượng được tạo ra trên máy tính. Ví dụ người chơi có thể cảm thấy sự đàn hồi của một dải cao su hay khẩu súng giật khi anh ta bắn vào mục tiêu. Khi tôi bắn vào những cái chai đó, tôi có một chút giật mình vì khẩu súng lục giật. Nhưng khi tôi bắn vào một chiếc xe tăng, cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều, như thể tôi đang bắn một khẩu súng trường vậy. Công nghệ này không tạo ra bất cứ sức nặng vật lý nào. Cần điều khiển hoặc tay cầm tạo ra rung động. Khi bạn nhìn vào một hình ảnh vào đúng thời gian của rung động, nó đóng vai trò đánh lừa não bộ của bạn. Đó là sự kết hợp của rung động và hình ảnh ảo chuyển động. Nó là ảo thôi. Nghiên cứu về xúc giác hay về sự tiếp xúc vẫn đang diễn ra hàng ngày.
Ngày càng nhiều lĩnh vực ứng dụng đang được khám phá, bao gồm viễn thông, các hoạt động giải trí, thậm chí cả y học. Cathy Burgay là nạn nhân của một cơn đột quỵ khiến cô mất khả năng xúc giác trong vài tháng. Cathy tham dự tổ chức Opal ở thành phố Bexume, miền Bắc nước Pháp, nơi giải quyết những trường hợp như của cô. Cathy đang thử nghiệm một chiếc máy tính bảng có khả năng rèn luyện lại cảm giác đã một phần bị mất. Bà sẽ chạm vào bề mặt này. Lúc đầu, nó có thể là một bề mặt mịn không có cảm giác gì. Sau đó, có thể bà sẽ từ từ cảm thấy cấu trúc của bề mặt này từ đầu ngón tay. Ta bắt đầu nào. Steam tắc có nghĩa là kích thích xúc giác, là một máy tính bảng có bề mặt hoàn toàn nhẵn nhụi, có thể tái tạo cảm giác của hàng trăm cấu trúc như cát, xi măng, sỏi hoặc vải. Thứ sẽ dần dần cung cấp cho Cathy cảm giác mà cô ấy đã bị lãng quên. Chúng tôi có thể giúp phục hồi khả năng thông qua sự kích thích, bằng cách kích thích các thụ thể và toàn bộ kênh cảm giác để tái hiện lại những cảm giác đã mất. Thiết bị này được phát minh ở miền Bắc nước Pháp, tại Đại học Lille. Betty Semel là một kỹ sư chuyên về xúc giác ảo. Cô ấy rất tự hào vì đã tạo ra một hệ thống khác với những máy tính bảng cảm ứng thông thường, với một cỗ máy truyền cảm giác cho người chạm vào nó. Khi bạn gõ bàn phím hay dùng ngón tay để lướt trên bề mặt điện thoại thông minh, thì phần lớn thông tin mà bạn nhận được vẫn là qua thị giác, đôi khi cũng qua cả thính giác nữa. Nhưng phần lớn thì thị giác vẫn đóng vai trò quan trọng nhất. Ngược lại, trong cuộc sống thực, bạn nhận được thông tin qua rất nhiều kênh. Thị giác, thính giác và lượng thông tin khổng lồ là qua xúc giác. Khi chạm vào phần vảy cá, ta thấy nó rất cứng. Ta có thể chà sát mạnh vào nó. Ở phần đầu thì ngược lại, hầu như không cảm thấy gì. Đó là mục tiêu của chúng tôi, giúp người thử nghiệm có thể cảm nhận được các cảm giác đến từ xúc giác một cách đa dạng, từ nhẹ đến vừa đến sắc bén khi ngón tay dần dần khám phá vật thể. Làm thế nào để một cái máy có thể tạo ra ảo giác như là chúng ta chạm vào một vật thể thật khi chúng ta đang thao tác trên một mặt phẳng không có kết cấu gì đặc biệt? Khi máy được cắm điện, nó sẽ sinh ra sóng âm thanh tạo rung động. Những sóng đó, kể cả người sử dụng không nhìn thấy, cảm nhận thấy hay nghe thấy, cũng sẽ tạo ra một hiệu ứng khó nhận biết, được gọi là đệm không khí kích thích sự gia tăng cảm giác của ngón tay. Người dùng nhận thấy hiệu ứng trượt xen kẽ với cảm giác chặn. Bằng cách điều chỉnh dòng điện, máy làm cho ngón tay tin là nó đang chạm vào các kết cấu khác nhau. Để đánh lừa não bộ, cần phải hiểu cách nó mã hóa thông tin khi nó chạm vào thứ gì đó thật sự. Marie-Ange Buen, một nhà khoa học tương tác, một chuyên gia trong khoa học đang cộng tác với các nhà thần kinh học trong một nghiên cứu về vật liệu dệt may tương tác. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà tương tác học hoặc những chuyên gia cảm ứng là nghiên cứu cách các ngón tay hoạt động để mô phỏng nó bằng một công cụ. Cần phải có nhiều năm nghiên cứu để tái tạo được cảm giác bề mặt cho từng loại vải như nhung, bông hay linen bằng cách sử dụng một phương pháp đo mức độ cọ sát của từng kết cấu với ngón tay của con người. Sau đó, cảm giác đó sẽ được chuyển thành một tín hiệu được tích hợp trong máy steam tắc để tạo ra kết cấu ảo của loại vải đó. Trong tương lai, loại máy tính bảng sẽ được tích hợp cho những hàng hóa được bán trên Internet. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận trực tiếp kết cấu của bộ quần áo hay ghế sofa mà họ muốn mua.
Tại Đại học Tokyo, các nhà khoa học đang nghiên cứu một làn da nhân tạo siêu thông minh với cảm giác xúc giác của riêng nó. Theo tác giả của nó là Takao Somaya, nó đại diện cho một hy vọng nhằm nhanh chóng phát hiện ra một số căn bệnh. Được đặt trong lớp biểu bì, lớp phim này chứa đầy những linh kiện điện tử và đặc biệt là các cảm biến xúc giác, nắm bắt thông tin chi tiết về tình trạng cơ thể của một người. Một trong những thách thức lớn nhất là giảm độ dày của lớp da này xuống 1 micron. Mỏng hơn 10 lần so với một tấm màng nhựa bọc thực phẩm và nhẹ hơn cả lông vũ, nó cũng có thể đàn hồi như da người. Có thể sử dụng trên tất cả các phần của da, bao gồm cả miệng. Nó hoạt động như một máy di động nắm bắt thông tin. Thách thức thực sự của nhóm nghiên cứu là tạo ra những thành phần điện tử linh hoạt có hiệu ứng như da người. Giáo sư Somaya làm việc miệt mài bởi ông ấy nhận ra tầm quan trọng của phát minh này trong tương lai, đặc biệt là trong vấn đề sức khỏe. Khả năng cảm nhận sự chuyển động bên trong cơ thể, da điện tử có thể thông báo về sức khỏe của chúng ta bất cứ lúc nào. Nó có thể tự động kiểm soát áp lực động mạch của chúng ta hoặc mức độ oxy trong máu. Khi da được đưa vào mô, nó cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích về nhịp tim, nhờ đó cảnh báo về nguy cơ của một cơn đau tim. Các ứng dụng với loại da này không giới hạn thông tin về cơ thể. Một ngày nào đó, robot cũng có thể cảm nhận về xúc giác. Robot không thể cảm nhận được, có thể là các mối nguy hiểm đến từ sự va chạm. Vì vậy, có các cảm biến giống như da trên toàn bộ bề mặt của cơ thể, thì robot sẽ là những chiếc máy có thể bắt đầu thực sự có cảm giác nhạy cảm như da động vật. Tại Đại học Sheffield ở nước Anh, một nhóm các nhà khoa học do Tony Prescott đứng đầu đang sử dụng những nghiên cứu trên động vật như những mẫu thử để tạo nên những robot đạt hiệu quả cao, đặc biệt là trong lĩnh vực cảm giác xúc giác. Mục tiêu của nhóm là bắt chước cách thức mà động vật gặm nhấm dùng cảm giác ở sâu để cải thiện sự tự chủ của robot và khả năng nhận biết môi trường của chúng. Hiện nay họ đã thành công trong việc trang bị cho người máy các bộ cảm biến quang học và cảm biến âm thanh để hỗ trợ chuyển động. Nhưng khả năng xúc giác mô phỏng loài chuột đang là trở ngại trong việc thay đổi cách tạo ra robot. Trong công nghệ chế tạo robot, người ta thực sự tập trung vào tầm nhìn. Và tôi nghĩ rằng bởi vì con người thực sự là động vật có thị lực rất mạnh mẽ, vì vậy dĩ nhiên robot sẽ cần nhìn thấy. Và nếu robot không có cảm nhận xúc giác, thực sự sẽ không hiệu quả. Đó là lý do tại sao sẽ là một sự thay đổi vượt bậc trong khả năng của robot nếu nó có thể hiểu thế giới bằng xúc giác. Kendra Ackley, một nhà thần kinh học hành vi đang nghiên cứu chức năng của bộ não chuột, cũng như lý do tại sao râu của động vật gặm nhấm lại hiệu quả như vậy. Một vài năm trước, cô đã có một khám phá đáng kinh ngạc, chuột gần như bị mù và chúng sử dụng râu để cảm nhận môi trường và định hướng thay vì sử dụng đôi chân. Khi tôi phát hiện ra điều này, lúc đầu tôi rất ngạc nhiên và thích thú biết rằng các động vật giống như chuột thực sự sử dụng râu của chúng như một phần quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng. Để quan sát hành vi này, Kendra đã dùng một chiếc camera tốc độ cao. Ngay khi chuột tiếp xúc với một vật thể, vùng não chức năng xúc giác nhận được thông tin phát ra từ râu của nó. Râu là những sợi lông dày, cứng, có chứa các thụ thể cảm giác chuyên biệt cao đối với nhận thức xúc giác.
để xác định hình dạng và bề mặt của các vật thể, chuột có khả năng di chuyển các cụm râu 8 lần mỗi giây với các chuyển động qua lại giống như là đánh trứng. Các sợi lông phân tích đối tượng theo chiều ngang, chiều dọc và thẳng đứng tại cùng một thời điểm để nắm bắt thế giới theo ba chiều. Một thí nghiệm cho thấy cách thức những con chuột sử dụng râu của chúng để trèo lên các chướng ngại vật với khoảng cách hơn 15 cm. Râu chuột cho phép dự đoán khoảng cách và duy trì sự cân bằng. Cũng giống như cách chúng ta sử dụng đôi tay của mình để xác định hình dạng của vật thể nếu mắt bị hỏng, chúng ta sẽ di chuyển vật thể trong tay mình và tiếp xúc với nó nhiều nhất có thể. Khi tích hợp vào robot kỹ thuật xúc giác này của chuột để phát hiện các chướng ngại và cải thiện độ chính xác và hiệu quả của cảm biến, cho phép robot cảm nhận một cách tinh tế về địa hình thay vì lúng túng mà va vào nó. Các ứng dụng công nghệ rất hứa hẹn. Sự phát triển ấn tượng nhất là robot được tạo ra trong phòng thí nghiệm này có thể tham gia vào các nhiệm vụ cứu hộ dưới lòng đất, nơi thị giác hoàn toàn vô dụng. Một robot được trang bị xúc giác thông qua râu của nó có thể phát hiện các chuyển động dưới sỏi và đưa những người đang bị mắc kẹt dưới một tảng đá lớn hoặc dưới nước lên mặt đất. Ngày nay, khoa học xúc giác thậm chí còn tham gia vào cuộc chinh phục không gian. Giấc mơ của các nhà khoa học là cho phép các phi hành gia từ tàu vũ trụ trong quỹ đạo của họ kiểm soát từ xa một robot di động có khả năng làm việc như một con người. Những gì được robot nhìn thấy là những gì người dùng nhìn thấy. Và những gì đang được cảm nhận bởi robot cũng là những gì người dùng cảm thấy. Tại Viện Mechatronic ở ngoại ô Munich, Jordi Artigas, một kỹ sư về robot đang phát triển những robot cho phép con người điều khiển các vật thể từ nơi không thể tiếp cận. Nhờ có tai nghe thực tế ảo và giao diện bao gồm hai cánh tay robot, các kỹ sư đang học cách kiểm soát cử chỉ của một robot đang hoạt động trên một hành tinh khác từ trái đất. Để kiểm tra khả năng này, người ta để robot trong cùng một phòng với phi hành gia hướng dẫn nó. Họ thử nghiệm robot bằng cách sử dụng một công nghệ được gọi là phản hồi xúc giác. Các phi hành gia thực hiện các chuyển động và chúng được truyền tới robot để tái tạo những cử chỉ giống hệt. Điều đáng kinh ngạc là robot truyền lại các cảm giác dưới dạng của lực như thể là nó có cảm giác của con người. Điều này cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ chính xác như lắp vít hoặc cầm một ly thủy tinh một cách hết sức khéo léo. Phản hồi xúc giác là rất quan trọng vì hai lý do. Một mặt, dĩ nhiên vì nó không gây hại cho môi trường. Vì thế, tôi muốn biết có bao nhiêu lực tôi đang tác động lên môi trường này. Nhưng mặt khác, bảo vệ robot của mình cũng rất quan trọng. Vì thế, nếu tôi chạm vào ngón tay robot ở bề mặt, tôi cũng muốn bảo vệ những ngón tay đó. Và điều này có thể được thực hiện một cách rất trực quan nếu tôi cảm thấy những lực tương tác này. Cặp đôi du hành vũ trụ này sẽ sớm có khả năng lấy mẫu đá trên sao hỏa và cảm nhận được kết cấu của chúng. Cuộc cách mạng cảm ứng ảo đang tiếp diễn. Gần đây, các nhà khoa học đã có thể bắt tay với một phi hành gia ở trạm không gian quốc tế kết nối qua robot với một nhà khoa học ở trái đất. Sergey, chào anh khỏe không? Hai người cảm nhận cái bắt tay như thể họ thực sự đang tiếp xúc với nhau, một trải nghiệm tuyệt vời. Nghiên cứu khả năng của xúc giác,
là cách mạng hóa công nghệ trong thế kỷ của chúng ta với ngày càng nhiều những robot cảm ứng, thì con người lại đang thờ ơ trước sự tiếp xúc vật lý với những người xung quanh và chạm vào nhau ít hơn. Trong tương lai, chúng ta có nên tái áp dụng những cử chỉ của giác quan bị lãng quên này, thứ là nền tảng cho sự khám phá của chúng ta về thế giới quanh ta và sự giao tiếp trực tiếp giữa con người với nhau. Để kết nối lại với nhau, có lẽ chúng ta nên quên những chiếc màn hình cảm ứng của mình đi trong một lúc và dành thời gian đó cho một người bạn, trao cho người thân những cái hôn lên má hay trấn an ai đó bằng một cử chỉ tiếp xúc đơn giản. Hãy thể hiện tình cảm nhiều hơn, hãy khôi phục lại tầm quan trọng của xúc giác và một lần nữa đưa nó trở lại vị trí đích thực của nó, đơn giản mà đầy sức mạnh, có khả năng cải thiện và mang đến hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta.